cầu Thăng Long về cầu Long Biên này thì khoảng cách thì bao nhiêu cây thì mình chả biết được mẹ, bởi vì là chưa bao giờ đo nên mẹ cũng không biết là bao nhiêu cây. Chỉ biết nhưng mà khoảng bao nhiêu dưới 2 tiếng anh. Ừ, cái cỡ độ khoảng hệ đó, mình gần 2 tiếng thì đấy. Mình thả thôi. Có phao không? Mình thả nhưng không, mà không phao. Anh Thắng ơi, anh đã gặp xác chết rồi. Ôi mẹ xác chết rồi mẹ đó. Anh mẹ bê đầu mẹ dưới sông lên là chuyện bình thường. Ở cái chỗ cái miếu hai cô này này là họ mới xây xong. Ừ. Em phải chọn đối thủ yếu mẹ đó, ngày xưa là có hai cô đấy mẹ chua già ở sông nên là anh em câu lạc bộ sông Hồng này bê lên chôn chôn xong là bốc mộ lên xong bắt đầu mẹ nó mới chôn ra cái chỗ đấy xong là người ta mẹ xây thành một cái miếu ấy. Họ vô danh vô danh không ai tìm không ai tìm